Anh Lê Hồng Quang ạ, anh có thấy gì từ những phong trào bài Hồi giáo ở một số thành phố châu Âu hiện nay? Đó có phải là điều đáng lo ngại hay không? Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Anh Hồng Quang, anh có nghe thấy tín hiệu từ trường quay hay không ạ? Đó có phải là điều đáng lo ngại hay không? Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại rồi. Anh Hồng Quang, anh có nghe thấy tín hiệu từ trường quay hay không ạ? Mất điện thoại rồi.